Chết chết mấy chữ luôn vậy cô nhỉ, mấy em chung mắt tao đang cùi thôi. Sao tao tóm thịt gà cho mày chết. Anh ngồi xuống nghe. Cũng không ngồi trước thì mẹ chẳng luôn. Ờ, như kiểu nó như kiểu ấy là gì ạ? Rơi giống bố. Con giống bố, chả đấy con giống ông xóm. Chả đấy ai giống bố đấy. Đâu, bố em cũng đi ăn mà. Thế? Thế nhưng mà em có đi ăn không? Mày mày kho bụng như thế nào? Trắng. Bồn bất trắng. Khủng mạng. Nó đấy là nó bị cháy nắng thôi, không phải nó hỏi đâu. Đây, đây là từ hôm mà đi cầu. Câu chim, câu chó, câu chó, câu mới, câu đẹp, nào, chim cũng luôn xong, mày người cứ đặt ấm lại luôn, ấm đi, rét đó, người cứ đặt xuống, người cứ đặt nóng nóng gì hết, ở chỗ nơi được ấm ấy, thế mẹ, được buồn, không chuẩn bị đã được quả đâu ai mà chọc rồi, cái đó em muốn cắt chọc. Đi hôm chiều chặt đi thế đâu đang chặt. Thằng Huy với cắt chọc, em đéo ra cắt chọc. Cắt chọc. Đấy không phải cắt chọc. Nó mới biết tiền mới kìa. Khổ gì đâu bố nhặt lên. Nhặt đi em. Đâu? Cái mẹ luôn nó hot á. Thằng Anh Cương. Mày ơi, mày đấm chết mày 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 chắc là cái thằng để quay thằng mới vai sao không cái thằng đi xe xe ở những mười à con mà. Con mới vào rồi mới vào mà hà đấy đó mới vào làm gì dám hôm nay mà đi cất chấp 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 phải em ơi cả chớ điều không được nữa động cực số tại vì cái gì một tiếng cái gì như mấy cuối nhớ là một tiếng cái mà như cái ý nữa đấy mẹ một anh của anh nó lỏng anh đi lên thang lên đi lên thế là như thế ra đó phải quả đây của anh quật hạt cái sơ cái mẹ của ông quật hạt ông ra ông bộ đó cho đi từ không bảo một triệu nó của tao cái kiểu chục triệu cho nên người dân ai mới đến cho tao nhai khùng tao gọi anh em ra anh nhai không cháu anh Cương giống như Cương em cẩn thận anh Cương chỉ có làm rất cẩn thận được giờ đó chỉ có phải đến từ bị Cương làm bị bỏ không nọ dù chứ anh Cương có cho em chơi thì anh Cương có chơi sai không anh lắm người dài này người yêu anh Cương hoàn này anh Cương chơi nó chơi vậy đúng vậy cực kinh dạ nhỉ mẹ lòng ra lòng giò cả tao kịch đẹp anh có thằng cho em vào nhóm ai xong rồi nó cứ trên ra tao đéo được chơi mọi thế nào cũng được tao đéo chơi nha để đéo phải tao chơi thế mà em rủ anh cố chơi với anh nhá thì em vào được cái em ra khỏi được cái ngon em vào được em chơi hai đọc cũng chơi tại cái ngon mày bị mới vào đúng không ừ đéo cũng tao mới vào cái xong chứ anh nhiều trời hai con đéo nó kích ra ra anh cứ bỏ đấy xong rồi có thả tim luôn ôi anh cứ bỏ đấy ôi chưa anh cứ bỏ ra lên anh cứ bỏ ra mới nhận tin anh cứ khinh không theo dẹp khinh tao à mẹ được lắm đủ đéo nó rủ tao đi câu cũng đi mẹ khinh tao không nào không muốn chơi càng không đi câu không sao anh cứ bỏ ra Cương nó đéo đủ level chơi cái đéo ừ, nó vừa level tuổi đéo mà chơi với tao level chơi được từ chín này ảo hôm nay chơi với anh Cương level chín giải mình hơn 4 4 6 à đấy là hồ mì lông cũ
cứ mai chú thứ ba ăn câu cơ. Thứ ba anh em mình đi câu trên hố trên kia. Cách xả mày đi mẹ dám xin anh cảm đời là không được quẩy. Nó nhìn ảnh tao cũng mất tưởng đâm thành bảy. Cứ lên tao mà chốt cái gì mẹ. Bật thử xem. Thứ bố đéo chốt mẹ. Đúng rồi. Hay là anh Sử. Cứ mẹ dăm ba bên cột quần chứ tao Sử. Đánh nó rồi mẹ kéo anh Cương đi mẹ tôi to đó. Mặt mẹ mình còn. Mình đánh trước mẹ mình. Đúng, mẹ mặt tiên lên như vậy em ạ. Chớ vẫn đang đánh tiên mà đấy. Nhóm thanh niên nhìn thấy gì? Lúc nó tự nhiên chưa hỏi kia, hỏi anh gì? Tưởng tưởng nó sang xem đi, mẹ nó. Anh cơ ơi, anh cơ. Thời thời nó xem đít mày tưởng lắm béo gì đít mày. Gì tắt luôn. Mày. Em đúng không? Thời đúng không? Chứ kia nó cứ nói là cái cục sân phóng ấy phải là bảo tiên. Vì thế tưởng là nó lấy sân phóng ở nhà với chị. Thanh niên tay lại chị không được đúng. Lại cháu ơi lỗ khỏi lắm. Đi xuống tắm đi. Thôi. Anh, đấy mà anh tao đi lươn đập rồi ta đi với rồi. Nếu mà máy mà anh có điện thoại anh bảo chú Quảng ra đi về. Dẫn thêm chú Yên nữa cho nó nhận máu luôn. Nhận ra rồi. Chú Quảng tịch thu điện thoại rồi. Không, phải đấy lưu lượng bảo chú Quảng chuyển video với con chơi game. Ở đây mà nhớ chơi được đéo giật giật mấy cái thằng điên gần từ. Địt mẹ mày bé ăn giật thường. Em lừa được cái tầm mà đi ngứa mà nó chết mẹ. Ta giờ mấy thứ mà hôm nay tôi mình chưa rồi. Tao giờ mày ta đã mày ta đi về ta sẽ hack video luôn mày như hai mấy. Mày ta đang ngủ. Xíu mày kẹt. Thật đấy. Đi đều ngay cạnh giường hack luôn cho rồi. Thế tối để chưa ngã. Mày ta biết mày ta biết mày. Không có lúc lên mày ta bật ra nó chi tiền nhỉ. Cơ bản là còn thấy chỉ lý không có mạng mày để đó không làm gì con mèo chúng nó sẽ mù thôi. Đi đây, tay lại chuyên ra Sabino, nhà Sabino, hắn, vương TikTok. Đi ra cái tắc mỏ đặt tay rồi, khôn nhất là. Chưa điện thoại chưa bao giờ phải lên đi thì. Anh có điện thoại gì không? Cái, điểm cái. Lên đúng. Ngồi, ngồi quay TikTok. Điền đi thu lui, quay TikTok cả. Quay TikTok, phát trắng đi. Bà hát, tay cho bà. Bà, huy, huy dơ, huy cất đứa. Quy ca 101 à? Quy ca 10, em 102. Quy ca mỗi ca 10, mấy ca nó đổi. Tôi qua, tôi qua, tôi chiều với thầy. Thằng luôn mẹ nó nhắn tin với nhiều anh là hello. Chào nhau. Thì là anh bảo hello, cứ hề rồi. Em quên được không? Thì là anh với nhiều anh mẹ. Combo. Được anh. Mới biết cái chó nó mà có. Nào bạn ơi. Giả đưa anh để nó bảo em giới thiệu đi à, anh ấy bảo là anh giới thiệu trước đi tí em giới thiệu sau rồi giới thiệu là anh Quân 205 Vân Hồ đấy là anh bảo là em tên Hoa 2K12 bê chạy lớn nó bảo là thế là anh hỏi nó là anh ở chỗ nào Vân Hồ nó bảo là ở Vân Hồ Việt Nam đấy là anh kiểu đi con mẹ anh bật mình đi con mẹ anh Quân bé thế là nó biết tên anh, nó biết anh đi. Thế là Hương người nhớ đâu, giết cái quần đó. Nó trên anh thôi, nó 205 nhưng mà nó biết anh. Thằng đấy lắm đéo, dám bật anh. Anh đó là anh chị, hôm nay bố em đang đi em đây để đánh chết rồi. Anh mà gọi nó, anh gọi nó cũng nghe, nó lúc đó nó chưa bật cam đâu. Thế là anh nhắn một tin nhắn là bật tin nhắn nhổm bật cam lên anh ơi, thế nó bật lên rồi nó bảo em bật cam lên anh bật cam làm sao anh nhẹ phải tắt buồn ra nhắn tin thằng đi anh nhắn em xin lỗi em không biết nhiều anh ra bạn anh cười đi em nào đây có lấy nhiều anh nhé chứ mày đừng có lòng giòm mày lòng giòm mày thì lập xe à mày lòng giòm nhỉ. Lom dòm thì bước. Ai cho cho. Ai cho cho. Đau quá. Ném tiêu ném xa xa. Mẹ nặng cụ. Nó tận nằm đi mấy cân mẹ. Ai cho 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 đau quá. Mẹ em thích nhảy bom không? Chết mẹ không? Thế nào? Chết mẹ thôi.
quên nó lọt cho lúc mẹ nó rồi. Ô vậy lỗ nó sướng gì gì nhiều đi sướng đâu bạn ơi, quẩy mà gân gân thì tín ở mây có khi sướng ở đâu đấy cười mấy kia về tí cũng mây không quan đấy. Gấp cái cây lên thì nói gì thôi thôi mấy cô vẫn đợi anh cương đi đi ơi, nhẹ xuống ấy không phải lỗi được anh cương đi theo. Mày tuổi gì không sợ lo đó là tao treo thưởng hơn 1000 người sẽ thân là của chúng mày trong khi chúng mày đánh bài được tao nào cứ để đứng lối. Anh cương xin luôn không, anh cương không được tính nào 5000 sẽ là của chúng mày. Anh cương đánh bài tao hai và xin được 10000 được không? Mẹ anh Hùng đúng rồi, tao cho phải mày mẹ mày à kìa không được chơi vũ khí tí tuột tay nó này tí tuột tay như Huy gì mày cứ nhắm xuống thì nói nào không cần lấy giải không hay ai anh lấy giải của bới thằng nào vẫn thắng được anh đi xuống. Mày mà không lấy là cho cô đẹp lên là em không lấy giải. Dương ơi, đang làm vật được anh nhìn lấy giải. Bao nhiêu tiền? 5000. Anh không này, cố gắng lấy 10000. Anh già dắt bên ra. Ý đâu, anh không có được giải. Bạn sẽ đưa lấy giải lại. Cho không lên như là cương nè. Nè đi, qua hẳn bên kia. Round 1. Tất đẹp. Đừng có môn vào đầu. Sao nhè? Chị biết gào không? Thằng này nặng quá. Quảng đang tắm ấy. Quảng quay được nhau đấy. Cái gì? Dùn nên là bảo tao đi lượn đập với tao bên đập. Thế là bà nó bảo chạy này. Tao biến nó là cắt nào rồi. Nó thật sẻ về. Về đúng không luôn. Tao thử hỏi 100 tỷ tao sẽ gọi nó về lại cho. Địt mẹ tự nhiên bồ lao nhà. Nó sang nó. Mẹ ơi. Nó cắt thì nó đéo nó được tế. Nó bảo là anh tắm là em đéo được quay. Đấy em đang ở dưới nơi. Em bảo là anh thế nào là quay tắt với đào em. Thế là nó hỏi là anh tắm anh em đeo được quay. Thế là nói kiểu ra dài em. Thế là em bảo là đeo quay cho chú ở quán hát đấy anh thích như nào. Thế nó bảo là thế là mà em hỏi vào đây đeo được mấy phút nữa nhẹ. Thế nó bảo như là tiếng mấy phút đấy. Thế là về luôn. Nó chú để nó sợ về nó công như nó rô tay rồi cười với con thế nào. Nó đã có hai mấy phút thôi, nó bảo là một tiếng mười mấy phút đấy. Đấy, đố đã tính lắm gì này. Nó bảo là, rồi nó bảo nhỏ con kia là tao lên hô lượn cái, tao về đấy kiểu em hỏi nó lúc anh tắt thì bao nhiêu phút. Đúng rồi. Nó thì em mới lên một thử rồi, nhìn rồi nè. Tính lắm rồi. Nó bảo là đi đi. Đi không? Đây này, đây. Anh nhảy xuống đây anh. Treo không? Treo thử mươi như nữa. Như nó lúc nãy nó đi xuống đây xịt cho nên em mới xào. Bắt đầu còn giết cháu với nó quả. Cháu ơi, nó riêng mới làm gì.
Con lấy lên một nhá, 25.000 hả? Chú Hoàng ơi, ông không được đá mày đi chơi với cháu không? Ừ, thì con phải đá như anh, đá anh, đá anh hôm qua anh đá nhẹ rồi. Nào đi tuổi béo đi. Anh đồ bố anh ơi, ai à, bị mẹ nó dính ốp. Nhanh ra chưa? Dính ốp ốp mẩn. Nhanh để làm cô thi vật cho khán giả xem. Anh ra đây chơi, nó treo thưởng 25.000 cho. Không, thì treo cho đẹp đi. Nếu hố này. Ra đây. Ừ, anh ở đấy em bảo là anh ở quán hát vào quay về. Là nó giựt tay kiểu vừa gái vừa hỏi. Em hỏi là bao nhiêu phút rồi, lúc anh tắt bao nhiêu phút thì nó bảo là 1 tiếng 20 11 phút. Viết tay cái mà ăn công điều thuốc về kiểu ra như thử thách, mặt nó đỏ, nó đỏ luôn đấy. Phải nhìn vô kia ra. Anh thử thách lặn mò đấy không? Thì ra nó bảo nhỏ với hai đứa kia là tạo nên hôn lượng hai đứa bên rồi. Thử thách lặn mò đấy không? Chơi nhiên lò chơi tập lặn. Nói nhiều kiểu mũi chẳng có cò anh ở bên mò. Nha chuẩn bị. Mò ịt mẹ nấy. Chú Hoàng cháu sư. Cháu Hoàng đi cháu sư. Cháu xin chứ quả. Mười cái anh em nó xem nhá. Nó xin chứ. Ồ, cho con đỏ. Cho cháu đi với. Lăn được tí nhá, xin lăn nhá. Bắt được con. Ôi, đi em đi với nhá. To tí nhá. Đi với. Nào. Lên tìm mấy thằng làm giòn lúc nãy. Mày chết luôn con ạ. Mày không xuống là mày chết. Vì cái này vế này sướng đi, nó cảm thấy anh vốn cứ chăm. Quay cam nó. Quay rồi. Quay rồi thôi anh. Ok bạn.
chết chó. Chưa. Thằng chuột. Đi đi. 5.000 được 1/3 chứ củ cà. Cái đầu bụi. Cho mới. Đó có mấy. Mất khu xe. Ôi. Xe hung. Tôi bỏ xe ra con công. Béo đủ tiền chưa với nhá. Góp tay đầu bụi. Này. Lúc em con ba vạch. Nhà con mới nhìn được để chiếu nạp phi phải. Chuột như nạp phi phải. Bảo ý. Nó nạp phi phải. Mới nhìn. Mới nhìn nạp được 50 kim cương. Cô chó thằng nào mày tìm đâu cho thể mới nhìn ở bây giờ. Đúng rồi. Theo. Gì mẹ. Chó. Chó nó mới đó. Mày đi ngồi đó. Nhớ cái chỗ mua. Ngồi đó. Ôi chú chết mẹ thôi. Ngu chưa. Này mà mới đóng mà muốn tao đâu vậy cô. Thêm khoản không? Chắc chưa? Chó nó mới chắc chưa? Làm cho ông nhỉ? Má ơi! Phát rồi đấy thôi! Anh hết rồi! Mót xe ra lại! Mót xe không? Hả? Mót tí mới mót xe. Kìa. Tù mẹ em rạt. Bay mẹ mà nó rạt rồi kìa. Mày, chúng mày ra nhau thì mày căng tình nhỉ. Mày lông rong nhỉ. Tay em có dài lắm đâu. Đi về một thỏ đó. Mày, mày rạt mới đi bị người ta dỗ ở đấy. Kìa mày. Nè. Dỗ không rạt đâu. Tiêu đi. Còn. À. Mẹ có đau mà cho đấy. À, anh giam lo đi lên chúng mày nhiều thế. Em có này đời. Chúng mày lại cho đi. Quảng mày. Hả? Có phải Quảng không? Đúng rồi. Ngá là Quảng. Đúng rồi. Quảng. Giam. Ấy. Vật được bố tay thôi. Ờ, chuyển hoành đi. Chuyển hoành chi bính mà. Ui, bỏ tay em cổ dài lắm đâu mà. Cực dài. Có cặn mới dai lắm đâu. Chó mới ca xong. Đây về. Có dai lắm đâu. Lúc cấu nó đau lắm mình. Chơi xong mưa tí. Đôi khi năm mưa với thì về. Mới đóm là muốn đau vậy luôn cơ. Ai mới làm ngủ. Cứ bật tí trái thì vẫn. Cứ bật tí trái thì vẫn. Cứ bật tí trái tay mới đéo đau em đóng xuống. Vậy không đau xuống thì nó tay không? Đồ địt mẹ rồi. Vậy không nữa mới được nghỉ rồi. Đéo được nghỉ được đâu. Giờ đéo đừng nghỉ với mẹ đi. Mà anh kia đéo đừng nghỉ không? Mà kìa. Đâu mấy anh? Đâu mấy anh? Mấy anh đi đâu đấy nhỉ? Lẹp đúng không? Trời ơi, xuống rồi. Này mới đọc môn. Trang hôm qua bảo 15 bao nhiêu. Anh ơi, anh giao cho nó xanh. Xanh cỏ. Mấy lông do mẹ toát xương cuốn mẹ như thế. Mấy đừng đóng cho đâu này nhỉ? Này lại mày lắm thì đéo mày cố cho tao đây mình. Mày lại bảo tao lắm chó đi cố đi đói. Đi mẹ thì đéo. Ai mới thì xinh đẹp mà. Đáng như. Ôi. Mày có xinh đẹp thì đi xinh đẹp. Muốn gì ai. Ôi đi xinh đẹp. Đúng rồi. Xe đã hết tiền rồi. Bà đi đây đi rồi. Thằng ơi đi lên lời xe máy không rồi. À không đi xe. Xe đâu? Xe không? Đi gọi thằng Quảng thôi. Quả tăng xếp luôn thôi. Nó còn đi cả cái nghịch dùng. Đời cho anh mẹ. Nó đi gì ăn cho nó xanh. Mày ta thấy mày xanh tóc. Hơi gây go. Mẹ ăn đi. Ấy mẹ mới. Anh ơi. Ngót quần đi. Anh ơi. Đi về đông đô riêng luôn kìa. Mẹ chó nó. Lào nháo. Mày lên đói. Lên luôn không. Mày làm các thử. Mày nghĩ mày lên kịp không? Không kịp. Dẹt nhỉ? Dẹt gì? Dẹt cái lốn. Mày kéo. Cương tặng video được không? Tặng video đi. Này, bà là người bà thân mẹ. Dẹo chó nữa. À, hình như có mặt rồi. Ừ, nhưng có mặt trong video nhỉ? Không. Có. Có mặt. Mấy thằng nào chẳng có mặt mà. Hay là mới không có mặt. Không, cái anh ý, cái lúc anh ý tắt ấy, anh khó mặt vào trong ý xe mày. Xong rồi tắt mày. Anh ý lấy cái thằng nào thì mình cũng chạy. Thằng nào chửi tao sao? Nó làm nó chết.
Thì thấy thằng ý xong rồi bắt khai ra hai thằng kia. Quần thì tim, quần mẹ thiếu đéo gì biết chỗ tim. Đồng ý. Quần chỉ tim ở trong quần hạt thôi. Quần hạt đéo gì thôi. Nó chui vào đấy đéo. Nó chỉ chui vào đấy, chui vào lò. Không chui vào đấy, chui vào lò. Tim cả vầy. Chui vào nhà. Chỗ chui vào nhà vì sừng chẳng. Ừ. Nó chui vào nhà đại. Nó không chui vào quần hạt thì nó chui vào đâu. Nó chui vào đâu? Chui vào nhà nó ngủ. Đúng rồi. Chui vào đâu? Thằng này mới chui vào bồn câu. Chui vào quán này. Ơ mày thôi vào đây. Đéo. Chui nó. Thôi. Chui nó hai lòng giòn. Chưa lòng giòn. Lòng giòn thì bước. Im. Tớ đang muốn khô tập yếu được. Cứ ngực. Điệt phạt nó. Huy chơi với Hùng Ba không? Chơi không? Chơi nhé. Dính nhau. Có bà ấy lên đây. À, lên đây solo. Wow. Lên solo tiếp. Tao đảo mẹ tao thằng đau nhất. Đúng rồi. Em thằng đau nhất. Tôi đông chạm xíu nó đôi mới hôm nay để làm thêm phần nữa. Đúng rồi. Đôi mỉ. Mẹ này mới đóm cho anh tao đi. Mẹ đóm làm đéo đi đứt mới. Đi về nó mới bóp dạo. Đi về thì thôi. Bóp chim tao, tao có bóp của chân mẹ đéo đâu. Đứa cổ chân nó đổ tôi tao bóng rái. Đúng rồi. Chị chế nó phải lôn mẹ thôi. Chị chế nó phải lôn được. Quả ngu nhỉ. Nếu mà bỏ chế. Mày còng mẹ thôi. Mày quả chế bằng đôi. Mày quả chế bằng đôi lại tao với rịp. Xe đâu. Xe to hay biển. Quang bố xuống đây chứ nó là biển đúng không ạ? Im. Đây đủ buê mặt mày. Sạc béo. Đây điện. Đây có một vạch. Xe này con đây điện. Đồ bùi, có vạch. Vạch béo. Có đi đâu? Bốn vạch. Nãy vừa đi học với. Ba vạch. Đồ bùi, ba vạch. Ba. Vẫn đúng vạch. Hai vạch. Giải mà ba vạch. Nửa vạch. Ba. Học một chương mới. Nửa vạch một đi nhé. Kia ra đi nó mất mối vạch thôi. Tí tao còn đi chơi nữa chị. Có đi chơi đéo đâu. Mà lại chơi đâu. Bố này dạ mà. Bố cho ăn phố nào đi chơi đến hút mẹ cái câu hụ cho đúng rồi kia mày con kia mày cái mày con già vú con uyết này bố mới đi câu bịt mẹ con như thằng đồng bói nó cắt hết mẹ rồi chỉ cái mặt mói thôi bố chém nào được nghe lắm béo ơi cắt được đi mẹ sao tao cắt lên béo ơi nha mày chỉ có mấy con ngọc mấy chỉ nhém ngọc gì hiểu anh ăn béo anh ngần ngu đấy loại mới cắt. Thế em mời anh nhà đi mẹ thằng béo nó ngồi rảnh tháo mẹ cháu chậm mệt rồi ra. Thế thì mẹ thằng nào mới rảnh nó vào nhà mới mà tháo. Đói thằng rảnh. Thằng loại mới rảnh. Thì em theo nó. Gây ta nghe nó huy kể mẹ tán em nào chỉ bằng cùng ấy. Em đi ăn chỉ bằng cùng. Huy nó bảo là không nói chuyện với em nào trên bằng cùng à. Hello. Vậy. Gì vậy?